chia thằng ngọc chè cô chỉ mua chỉ bốn bữa chè chè cô tự làm cái nào chè cái nhà chè lần nọ cô chè ai thằng bé cô chỉ để tất cả cái chơi bây giờ bác cửa ai thằng chè chỉ làm cái gì tất chỉ là bé cửa nữa nó bé mua kẹo nè nè chỉ là bé mua kẹo cái nhà giật lắm cô vừa chơi bao có mi tay rồi học chơi lắm có chơi này bạn đây một chơi nó phải mua kia một chơi chút phải hay một lắm phải nói để mua kia đó nó chơi bây giờ chả bố phải hay một lắm phải nói bây bây cứ làm anh nhiều sao không nhớ đó chơi sập bờ chơi phát tiền nó chơi một chơi bè đồ hải sản lâu lâu bị nó nữa, chỉ bây giờ em mong nó chơi đó bị nó, phải anh chơi tay anh nó, như là, đối tượng chỉ là cháu kia, nó chơi bị tuổi là bây giờ nên thời chơi chúng nó từ, đã bị tuổi chơi bé, bị làm thì là tuổi, như là ra một sa tiêu rồi. Chị tôi cơ đấy em sẽ bị hạt chơi mà dáng nó sẽ được hạt chơi rồi đối với mua kia sao cơ nhớ hỏi mình chơi tao sắp rồi đi ai thằng hết rồi chứ một kiểu này bình thường tao bé sao cơ nhớ tao sẽ bị hạt chơi nữa nhẹ tao phụ hồi tao sẽ có số nào sao đi chị có chụp ảnh không à nhiều gì đó trái thân đất tước chéo bây giờ tận nào cho chuyện gì cho mua cứ lo hả chỗ mà cái mông bò như vậy đi bé mà thấy tất cả chỗ đây đẹp bù bể to hả sao cơ vậy tôi buồn đã tôi sao sắp rồi đi hãy thân đã tôi buồn bình nào hả chắc cái đó, cái gì kia cho nè, chưa bắt cửa tôi nó đây hả nè, chị lao chị ta nó chạy bên, giờ cho bên cửa đây nè, chị làm chị ta thấy giá lo nào hả? Thì nó chỉ mới giống như tôi chơi với chủ nhân thấy chơi với chơi cái sao đâu sùng giá đó ai giờ nó mới nâng thì giờ lại đây cứ sùng giá ôi sao mà đó tôi đi học bơi bên nó nhỉ cứ nó có nhỉ ừ có phải chơi nó chơi nhớ hè nó biết bắn nó tên đó hả kỹ lên tu không ạ ê dùng đó hắn đâu à tiền lấy chế nữa nhớ đi ê sẽ cho mấy có cứ mà không chịu chịu lấy hết thông lục chịu đâu biết cứ mà chân là mặt tê mà mẹ kê cứ kê xa hiếp chê cứ bỏ hiếp mà cái này chỉ tỏa thông cái gì chơi gì cái này thấy thằng ơi yêu chưa tỏa nó yêu trong hồ là cái nhá thì bây đi bán anh chơi hia nghe trong hồ được không
mà ra là chai. Mày có bỏ nó với mày cửa. Ừ, trời. Ai, cứ phải luôn. Mua hiên trắng mua hiên trắng chứ mua thay tôi rồi bây giờ nữa bây giờ chỉ biết chỉ cho tội luôn.
tôi bỏ đồ đi nha. Giờ họ nói sợ mà sát cái ngồi nè. Đã có dân tôi hạt cháu nè. Giờ họ tôi mà sát. Đây là nó biết thôi. Đây là nó là gì cái trái cây đó. Chỗ bên đây dẹp bé. Dẹp đó tôi không biết. Hả cho nó chê lo khăn cầu đi. Thôi là mà đi xí tốt thế lên nó nha. Xác khắp cầu đi. Hả xế thay đi tăng chít tăng hả. Chắc mà anh ta chấp là lý ơ. Tuyên thật cháu đi nữa. Dùng khó phát lỡ mà lúc chả giỏ hề. Tốt dễ đi nó ta mù là chế chúa hả nà. Nhờ chế phát chứ mà chả giỏ mà. Tốt dễ nó mù sao chẳng mù chúa hề mà xa cân gạo lì. Ý thông thịa cái nhẹn gà chúng ta bị nà. Ê yên ý phí nó chế nhạc giỏ thịa. Mình chỉ mong mất gì ai. Và ý vợ mẹ mẹ nè. Bà ta chào. Chào hả? Bà ta chào, bà ta chào, bà ta chào, bà ta chào. Chúng ta đâu sẽ chạy cả chỗ cả. Cái này mà, cái gì mà nó có, không hả? Chuyên chế lũ. Để cái gọi cá chỗ quả bắn nó cô. Cái thơ nó lót tôi hả? Nó không lên đàn đào, sẽ chạy cả chỗ khi xa, chả nên lấy kỹ nữa. Bé chở hứng cái này chứ cho đúng cái gì anh chạy cử. Chị 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 chị. Sao thường có nội dục cả trái nè. Cái nhà có cửa bất to cái nhà. Cái trái chế ít thật lợi thật mẹ. Nhưng tôi đuôn tôi dụng lần hả. Chế là tệ cả trái nó bây giờ cửa mộ nè. Kỹ năng thứ lợi thì nó không có gì. Để sắp ta liều. Cái chó mà như là chó nó để xem anh nhá con gà đi họ chỉ lâu cứ chút lâu con gà đi à chỉ cho bé chỉ cho nên chạy cứ cái mà thổi thổi thông hết chỉ lòng gà hả. Đấy là tôi là muốn à. Thì cả cháu nó ta chế chồng mù chế rõ nhu thế. Nếu chồng mù chế rõ nhu hết bây giờ thì lọ. Bé rộng là hả? Rộng là hả? Ừ. Ừ, chứ còn tỉ tỉ thế. Ý nhận đông phải tọ. Lọ, đông chế ạ, đông lại phải tọ. Đông là bất tư à? Là bất tư. Áo nhá hết gì lọ? Đó bây tế. Né, đó bây tế. Các cháu thì, các cháu thì thiêng á. Các cháu thì một cái tàu á. Nào có cửa lên tàu đó. À, cửa cửa nhỏ cơ. Cửa tàu lên đúng không ạ? Chưa à. Mà chỉ cửa chỉ tàu có cả tàu hả? Dạ. Chỉ lâu cửa tựa lo để nó cần gọi hơn á. Nó sắp lại.
这个给我大爷给我给他拿呢，谁都拿到过去。我在那嘛是啥？给我的太一来就剃刀叫木塞。这是啥？是整太多呀？白喽，哥哥一多呀呢？这是白来哦，两块多那都白晒去，给那一多了，那不够了。哎，他哥是当用哪？你没带你去照顾啊，我过来了呢。哎，那个给他照的呢，不叫他照的。哦，他什么？昨天小月娘过来，小月妈老过来。我让，我能找来趟。娘给下个料，不到几个女的都只能忙黑带带了。那个，节目了。哇，你别碰他，小猫跟奴了。拜喽，忙姐个家务的。你到。这个真的中了，哥下顶那招。这汤怎么吃啊呢？对呢，汤嘛老少不来的。哦哈，没歇了这呀！大姐，快歇哈！这只狼干嘛？这一窝一窝的呢？这一窝一窝那这些找了些，你大伯给一顿的，老姐，那里这一窝一窝的呢？你坐了用的。个莫打边只呀！我只只老老呢，你个只刀。他又给了钱嘛，又年纪年轻，只只老老。阿头。我也这一窝一窝那捡着找不到钱了，替他打的呢哈。代表这些不把的钱了，全部这张牛姐姐，这那阿牛不打嘛，阿都这个。现在种要么哎，这要两斤了。这要么哎，你这做，你这要哎做，一百块钱一两牛啊？不少。这样一碗呢，那也别吃着了呀。我都还想吃那几多，当到的是嘛？别要着不年的，什么着的？估计说到的，我都了那还汤吃两个够很。别估计这么美很。你说咱们吃就难道行呢？这天别都别吃着了。一包豆，一包豆，一袋钱，就是到一袋呀。听那么些白哟。哎，你们老牛被哪海了？你那么拉屎，哎，你那么拉屎，哪里呢？哎呀，一个都一个人吃，就老少那哈。嗯，这一路拿的是馒头。馒头，哎，一个。你，这块汤不来汤什么着？你是不爱汤的卤白呢？我去，这叫没白煮好着。
chị lớn lên rồi chị. Con đi trên này vừa nó nói con thi bé tôi mà hai thúng hai cuồng mà tí cho luôn nó về lo cho bé cũng cứ chơi tàu thêm một đợt to về lo mà một đợt to thì chị lấy em luôn chạy hè áp ba cái chuyện tuổi phong lũy phong à tàu như này chị lo ai còn ai còn chị khe ai còn chị chơi chơi em thì cứ chơi tàu ai còn cứ ta đi nhỏ nó chỉ bây giờ mua chỉ ra nhỏ chứ. Em đâu cái này vậy? Ngô Thái có tiếng ở bên này nhé. Em đâu cả mấy thứ? Không lo hết rồi. Chéo nhau hết chéo nó hay ạ. Gì vấn đề gì vấn đề? Ta nó chỉ biết một chuyện thôi nhá. Lấy trái trên nó là. Nếu chúng ta được cái gì chứ đấy bao lọ. Đây nó chỉ cho biết một chuyện thôi nhú kêu. Để cho nó biết một. Để cho nhú nó chỉ tao không gọi đi. Chỉ khả năng cho sáu nó sẽ không gọi đi ạ. Ôi trời ơi, nên xa cơ đi ạ. Chị nhớ tất cả chị là nên xa chị là khó đi nó. Dạ lô. Nhớ kia bố sử nó chế bên tiên dễ sử dụng ta chơi nó tên à. Chơi đi nó mà bỏ đi nó mà nhông cao sắp lời đi ạ. Nên chế nhớ bà tên ta sợ à. Thật ra bởi lỡ chứ mình còn chơi bởi sản đồ hả? Bởi lỡ chơi chè mình chơi ra hồi nôn á. Chị nhớ hồi nôn chơi ra. Thật ra kể nơi mình trò bố này ra. Ôi dạy hỏi tâm mà thật sự cả. Mình nói chứ cho bỏ hóa chơi bỏ. Trong hạ trong gốc cả khá. Bỏ mong tế tế bố thì nó. Mà có xe tế tế đi nó. Hả? Ừ. Ờ, mù lý nó. Còn nó đó bố hỏi chơi một chút kế mê nó rớt bút à. Nít tàu cụ theo. Chắc tế nó tốt cho. Ô chà lỡ mô à. Lúc chả tế nhé tàu có khó xeo lô hả. Nhà cơ tế cho nhé mở cắn nó mà. Quá khó xeo gì hả. Nó chế phong là cứ dựa lấy khó. Ê tế cho nhé sẵn là thế chế tốt chế khó cho chế. Thì ê thông một chút tốt mù. Dễ nó à. Toàn cái chế lại cho bé mà cứu được hết sức. Nhìn xa chế chế mô cho chế, ô chế là chứ. Nhìn tốt tay là. Nhìn chế khó có đâu sợ hết đó. Nó chính chế rồi nữa. Sợ chế. Dạ cơ. Nó chế nhìn lần chế kia tới kế bé à mô nó được hỏi nè. Bỏ mà nó có sắp lời đi á. Chị thằng ngồi dùng dây to nói bố bé thì bây giờ cho bố bé mà đi đi lại dây mà đi cứ bé lo mà mất bỏ ra hồi dây bỏ ớt lửa mà thích cho họ kì chế nè xa cưng ngồi lấy á bé lo ế ra nhu nà ế nà ra nhu nà mà cho bố hả ú hả ai thông ngồi chẳng cho sếp dễ ra cho dễ bé ế ra nhá nà chú ít nà yếu nói chá cho nà đi đẻ nà ngờ dùng chị tiền tế cơ cho giống như nó nè. Ê, nhanh nhanh nằm cho bố hậu bố hậu nè. Nhà cân cao đi á, cho giống như trong nó, xin nhà cân cao đi. Ê, nhanh nằm bỏ cho bố hậu hậu, bắt cho bố hậu nè. Ê, chẳng bỏ cho bố hậu hậu nè nè. Ê, mình đó là khờ, cho nó thế, mình đó là ế cho. Thì linh đã nó bé tôi trẻ cả cháu thì tôi chỉ giống như nó ấy ở trong nước sở thì cháu bé thì họ ở bên mấy sinh sĩ đó cho lấy sĩ học sinh nó thật bệnh nhân chỉ kiến nó phải nhớ rằng sinh sĩ đó nó